Xin chào các em, chào mừng các em trở lại với khóa học Khoa học tự nhiên lớp 6 của trang web olm.vn. Bài 10: Không khí và bảo vệ môi trường không khí. Chuyển sang nội dung tiếp theo, nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Các em ạ, nguyên nhân gây ô nhiễm không khí có thể là từ tự nhiên hoặc cũng có thể là từ con người vậy kèm hãy tìm hiểu một số nguyên nhân từ tự nhiên và một số nguyên nhân từ con người qua câu hỏi tương tác sau chính xác rồi nguyên nhân từ tự nhiên chẳng hạn như núi lửa phun trào hay bão cát còn nguyên nhân từ con người đó là khí thải từ các nhà máy khí thải từ các phương tiện giao thông chở nguyên vật liệu không che bạt hay đốt dạ dơm sau khi thu hoạch. Các nguồn gây ô nhiễm không khí sẽ phát thải ra các chất gây ô nhiễm, bao gồm cho bay, khói bụi, khí thải ra môi trường, chẳng hạn như carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur dioxide, các nitrogen oxide. Và từ các chất thải gây ô nhiễm như vậy thì dẫn đến các hiện tượng như gây hiệu ứng nhà kính. Hiệu ứng nhà kính là hiệu ứng làm cho không khí của trái đất nóng lên. Hiện tượng này xảy ra do bức xạ sóng ngắn của mặt trời có thể xuyên qua tầng khí quyển chiếu xuống mặt đất. Sau đó, carbon dioxide, hơi nước vân vân hấp thu năng lượng bức xạ và làm cho trái đất ấm lên. Hay gây ra mưa axit, các chất gây ô nhiễm không khí có tính axit sẽ kết hợp với các giọt nước trong đám mây làm cho nước có tính axit khi những giọt nước rơi xuống mặt đất sẽ gây hại cho môi trường như giết chết cây cối động vật vân vân và mưa axit thì cũng làm thay đổi tính chất của nước ở các sông suối làm tổn hại đến những sinh vật sống dưới nước ô nhiễm không khí cũng gây ra hiện tượng sương mù quang hóa hiện tượng sương mù quang hóa có thể gây nên các vấn đề sức khỏe như hen suyễn, viêm phế quản, ho, tức ngực, làm giảm chức năng của phổi, vân vân. Ngoài ra thì ô nhiễm không khí cũng làm suy giảm tầng ozone. Tầng ozone là một lớp che chắn toàn bộ trái đất khỏi phần lớn các bức xạ cực tím có hại đến từ mặt trời. Trong ánh nắng mặt trời chiếu xuống trái đất thì có rất nhiều tia có hại. Khí thải thì đã tạo ra các lỗ thủng trên tầng ozone và nguyên nhân chính gây thủng tầng ozone đó chính là do các hoạt động của con người. Do đó mà mỗi con người chúng ta cần phải biết bảo vệ môi trường không khí đấy kem ạ. Liệu chúng ta có thể giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí được không? Và để làm được điều đó chúng ta cần phải làm gì? Kem hãy trả lời câu hỏi tương tác sau nhé. Chúc mừng các em đã trả lời đúng. Qua câu hỏi tương tác thì các em có thể thấy rằng ta có thể giảm tình trạng ô nhiễm không khí. Để làm được điều đó thì ta cần phải tìm hiểu nguyên nhân làm ô nhiễm không khí để từ đó có các hành động cụ thể phù hợp và trong phạm vi khả năng của bản thân. Ta biết rằng các nhà máy, các cơ sở sản xuất thì gây ô nhiễm không khí. Vì vậy, cần phải di chuyển cơ sở sản xuất công nghiệp hay thủ công nghiệp ra ngoài thành phố và khu dân cư ngoài ra cũng thay thế máy móc dây chuyền công nghệ sản xuất bằng công nghệ hiện đại và ít gây ô nhiễm hơn xây dựng lắp đặt vận hành các hệ thống xử lý rác thải như hệ thống xử lý khí thải lò hơi hệ thống xử lý bụi hóa chất bay hơi để xử lý triệt để các loại khí gây ô nhiễm môi trường ta cũng cần phải quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng, có biện pháp bảo vệ thích hợp nhằm hạn chế các nguồn gây ô nhiễm không khí như bụi, rác thải, vân vân. Khuyến khích sử dụng các nguồn nguyên liệu sạch, giảm thiểu khai thác và sử dụng nguyên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ vân vân. Các nguyên liệu sạch có thể kể đến như dầu diesel sinh học hay xăng sinh học. Trong đó thì xăng sinh học đã được sử dụng phổ biến và rộng rãi ở các trạm xăng đấy các em ạ. Các phương tiện cá nhân cũng góp phần gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy ta cần phải giảm phương tiện giao thông cá nhân, tăng cường đi bộ, đi xe đạp và sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Bảo vệ và trồng nhiều cây xanh cũng góp phần bảo vệ môi trường không khí. Lắp đặt các trạm theo dõi tự động môi trường không khí kiểm soát khí thải ô nhiễm các trạm này sẽ cung cấp thông tin số liệu về hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường không khí từ đó kịp thời cảnh báo dự báo chất lượng môi trường tại các vùng vậy khi ở khu vực ô nhiễm không khí thì kem cần phải làm gì để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình chính xác rồi ta cần đeo khẩu trang hay kính chắn bụi mỗi khi ra đường. Sử dụng nước muối sinh lý để nhỏ mắt, vệ sinh mũi sau khi ra ngoài. Cần phải rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, trước khi đi ngủ và khi tiếp xúc với bộ phận khác trên cơ thể. Mỗi khi về nhà thì cần thay quần áo và tắm hội ngay. Không ăn uống lề đường, cần chọn thực phẩm sạch và không bị nhiễm bẩn hạn chế đi ra ngoài một cách tối đa. Và vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, đóng kín các cửa khi cần thiết. Như vậy trong bài học này, kem cần ghi nhớ những nội dung sau. Không khí là hỗn hợp khí có thành phần xác định với tỷ lệ gần đúng về thể tích, đó là 21% oxygen, 78% nitrogen, còn lại là carbon dioxide, hơi nước và một số chất khí khác. Không khí có thể bị ô nhiễm bởi khói bụi, khí thải độc hại. Ô nhiễm không khí gây tác hại nghiêm trọng đối với môi trường và đời sống con người. Vì vậy, chúng ta cần phải giữ cho bầu không khí trong lành. Xin cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp lại các em ở những bài học tiếp theo của olm.vn.